Chào quý vị khán giả thân yêu, Xin chào mọi người. xin chào quý vị khán giả. Chào mừng mọi người đã đến với bản tin livestream trên fanpage Dự báo Thời tiết VTV với một format cực kỳ mới tại công chị Thu Hiền. Đúng rồi, ngày hôm nay thì Thu Hiền cũng như là Hà Linh rất là mong muốn sẽ cùng đồng hành với các bạn trong bản tin ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau, cùng tương tác với nhau thật là nhiều. Và không biết rằng các bạn đang có những cảm nghĩ gì với cái format, với một cái giao diện hoàn toàn mới như thế này ạ. Hy vọng rằng với cái format này thì các bạn sẽ có thêm được những thông tin, những hình ảnh rất là sinh động, và chúng ta có thể cập nhật thêm nhiều những thông tin dự báo thời tiết mới nhất cũng như là chính xác nhất trong những ngày sắp tới. Không biết là hiện tại quý vị đã nghe rõ âm thanh từ Hà Linh và Thu Hiền chưa ạ? Có thể comment cho chúng mình được biết được không? Hãy comment ở phía dưới nhé, để chúng mình sẽ đọc ngay comment này. Đúng rồi, mọi người đã nghe rõ tiếng chưa ạ? Format mới này thì sẽ có nhiều điểm cực kỳ thú vị. Đó là thay vì như thông thường chúng ta livestream thì các bạn sẽ chỉ nghe các bạn MC chúng mình nói về thông tin thời tiết, thì bây giờ chúng ta còn có thể nhìn được hình ảnh nữa, những hình ảnh trực quan từ nơi mà các bạn đang sinh sống chẳng hạn. Đúng Hãy rồi. chờ một lát nữa, chúng mình sẽ cùng xem những điều đấy nhé. Và các bạn có những thắc mắc gì về tình hình thời tiết mà những nơi mà các bạn đang sinh sống này, hay là những khu vực mà các bạn đang có dự định sẽ đến, sẽ ghé thăm, thì các bạn hãy bình luận ngay bên dưới để chúng mình có thể giải đáp tới cho quý vị khán giả những thông tin chính xác nhất nhé. Nãy thì Hà Linh có thấy một số khán giả comment là hiện tại nhiều nơi ở Bắc Bộ đang có mưa dông. Không biết là quý vị chúng ta đã về tới nhà an toàn chưa ạ? Không biết là những nơi nào đang có mưa, quý vị hãy comment cho Hà Linh và tôi được biết với. Tại vì ở trong này thì cũng không thể biết được đang bên ngoài đang mưa hay không. Đúng rồi. Và dự báo là ngày mai thì cả hai đầu đất nước sẽ đều có mưa dông. Như là phía Nam thì mưa sẽ chủ yếu xuất hiện về chiều tối. Thế còn ở phía Bắc này hay là Bắc Trung Bộ thì sẽ có mưa dông rải rác. Và cục bộ sẽ có những điểm mưa to đi kèm theo nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Ngập úng cũng có thể xảy ra ở các khu vực trũng thấp này, hay là lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi hay là trên đồi thì cũng có thể xảy ra. Còn với khu vực khác như là từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận này, thì ngày mai sẽ duy trì tiết trời nắng nhiều, trưa thì trời sẽ khá là nóng với nhiệt độ các thành phố, ví dụ như là quý vị nào ở Đồng Huế này, Huế hay là Đà Nẵng, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng hay là Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 31 cho tới 34 độ C. Riêng với Quảng Ngãi nhé, quý vị nào ở Quảng Ngãi không ạ? Thì ở đây sẽ có nắng nóng 35 độ C vào ngày mai ạ. Về chiều tối thì một số nơi cũng sẽ xuất hiện mưa rào quý vị nhé. Ở khu vực Tây Nguyên thì ngày mai cũng sẽ là một trong những nơi mà có nắng đẹp ở trên cả nước. Ở các thành phố ví dụ như là Kon Tum này, Pleiku hay Buôn Ma Thuột, nhiệt độ sẽ chạm mức nắng nóng 35 độ C. Buôn Ma Thuột và Giang Nghĩa thì cũng khá nóng, nhiệt độ tại đây là từ 33 cho tới 34 độ C ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại đọc một số bình luận của quý vị khán giả nhé, để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Các bạn khán giả bảo tiếng vẫn hơi bé, thì mình sẽ cố gắng nói to hơn nữa quý vị nhé. Quý vị đã nghe rõ âm thanh hơn chưa ạ? Đây, quý vị khán giả bảo nghe cũng rõ rồi này. Format này nhìn hiện đại đó. Vâng ạ, cảm ơn bạn Phú Thiện rất là nhiều ạ. Vâng, rất nhiều quý vị khán giả thêm cái format và giao diện mới này. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì bản tin cũng sẽ ngày càng được cập nhật và mang đến cho quý vị những phong cách gọi là hiện đại nhất để có thể cập nhật và tiếp cận tới quý vị khán giả thật là nhiều hơn nữa, đúng không nào? Và bản tin livestream này thì có thể nói là như một bản tin trên truyền hình mini, bản tin nho nhỏ một chút. Chúng mình sẽ vừa có thông tin này, vừa có hình ảnh này, có những biểu đồ rất là chân thực nữa để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về thời tiết mà nơi mình đang sinh sống. Quý vị hãy comment rất là nhiệt tình lên nhé, để Hà Linh và Thu Huyền có thể đọc này. Vâng ạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời qua những câu hỏi của quý vị khán giả về tình hình thời tiết của các khu vực mà các bạn đang quan tâm nhé. Trước hết thì bạn Dũng Việt hỏi về khu vực Lạng Sơn ạ. Lạng Sơn thì khả năng là ngày mai có mưa vừa và dông ạ. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là 22 cho đến 27 độ C bạn nhé. Quý vị có thể quan sát trên hình ảnh bây giờ thì có thể thấy là những vùng mà có màu xanh lá này sẽ là những nơi mà có mưa to vào ngày mai. Ví dụ là tại thủ đô Hà Nội ngày mai cũng sẽ có mưa dông này. Rất nhiều nơi ở Bắc Bộ ngày mai sẽ có mưa dông. Đúng Và rồi. mưa to nhất thì sẽ là ở khu vực vùng núi và Trung Du. Sau đó là sẽ đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ quý vị nhé. Vậy nên là khi mà ngày mai chúng ta đi học đi làm thì đừng quên là mang theo ô và áo mưa để tránh là bị ướt và bị cảm lạnh quý vị nhé. Và ngay trong ngày hôm nay thì một số nơi cũng đã ghi nhận mưa to từ 74 đến 97 mm chỉ trong vài giờ đồng hồ. Và dự báo là cao điểm mưa sẽ còn tiếp diễn cho đến ngày mai. Các điểm mưa to sẽ tập trung ở khu vực vùng núi và Trung Bộ với lượng mưa phổ biến là 30 cho đến 70 mm và có nơi mưa vượt trên 100 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa trên 70 mm. Lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ sẽ xảy ra nhưng mà không dữ dội vì nền nhiệt ở miền Bắc không quá cao.
Tuy nhiên là mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn thì sẽ dễ gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, triền đồi. Và dấu hiệu mà dễ nhận biết sạt lở nhất vào ban đêm chính là tiếng động bất thường ở xung quanh nhà, hay là khi nghe thấy tiếng đất đá nứt vỡ, cành cây gãy đổ thì quý vị cần phải di rời ngay lập tức ạ. À, mình sẽ đọc những comment khác của quý vị khán giả này. Có quý vị hỏi tại Hải Phòng, không biết là thời tiết Hải Phòng ngày mai như nào chị Hiền nhỉ? Tại Hải Phòng, vâng ạ, Hải Phòng thì dự báo là sẽ có mưa rào và dông ạ, với mức nhiệt độ là 24 cho đến 29 độ C. Hầu như là ngày mai ở miền Bắc thì nơi nào cũng sẽ đều có mưa cả, nên là quý vị Đúng chúng ta rồi. nhớ mang ô và áo mưa nhé. Rất nhiều khán giả Hải Phòng, Thái Bình ngày mai như thế nào? Tại Thái Bình, bạn khán giả thân mến, bạn nào Thái Bình nhỉ? Bạn Nguyễn Ngọc Tuấn hỏi thời tiết tại Thái Bình đúng không ạ? Tại Thái Bình thì ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông, với nhiệt độ trong khoảng là từ 25 cho tới 30 độ, tức là trời rất là dịu mát ạ. Bắc Giang, Ninh Bình. Bắc Giang ngày mai cũng sẽ có mưa bạn nhé, nhiệt độ tại đây là từ 26 cho tới 29 độ. Vâng ạ, thế còn ở Ninh Bình thì có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ là 26 cho đến 31 độ C ạ. Thủ đô Hà Nội thì cũng sẽ là một trong những nơi mà có mưa vào chiều tối ngày mai, sẽ có mưa rào và dông, có thể đi kèm với cả lốc sét và mưa đá nữa. Nếu mà quý vị chúng ta thấy là trời bắt đầu nổi mây đen này thì hãy cố gắng là tìm nơi tránh trú nhanh nhất có thể, và hạn chế và tuyệt đối là không trú mưa ở dưới gốc cây quý vị nhé. Lưu ý nhé, không trú mưa ở dưới gốc cây ạ, và tránh xa những vật dụng làm bằng kim loại. Nếu mà tốt nhất thì chúng ta có thể đi đến những tòa nhà kiên cố này, ví dụ như là tòa nhà cao tầng chung cư để có thể tránh mưa, chứ tuyệt Đúng đối rồi. không được tránh dưới cây quý vị nhé. Đặc biệt là ở khu vực Nam Bộ thì ngày mai khả năng xảy ra lốc sét, này mưa đá hay là gió giật mạnh sẽ rất là cao, tại vì là trong ngày ấy, thì nền nhiệt ở mình ở Nam Bộ vẫn rất là cao, phổ biến trong khoảng là từ 35 cho đến 37 độ C, cho nên là khi mà chiều tối mưa dông xuất hiện thì khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh rất có thể xảy ra. Cho nên quý vị ở những khu vực này thì chúng ta cần phải chú ý, đó là khi mà thấy sấm sét thì Đúng rồi. nên tránh trú ở những tòa nhà kiên Hạn chế cố. di chuyển ngoài Ừ, trời. đúng rồi, nếu có thể thì chúng ta cũng nên khi mà thấy cơn dông kéo đến thì chúng ta nên về nhà cũng như là hạn chế ra ngoài, đúng không nào? Nên là cũng khá là bất tiện cho người dân, tại vì ở miền Nam thì sẽ chủ yếu mưa về chiều tối, tức là đúng lúc mọi người tan học tan làm nữa, nên là quý vị chúng ta hãy lưu ý để có thể bảo vệ cho tính mạng sức khỏe của mình đấy nhá. À, mình sẽ đến với Rồi. dự báo cụ thể một số nơi khác nữa đi, xem quý vị khán giả chúng ta thắc mắc ở đâu. Quý vị comment thật nhiều ở dưới nhá để cho Hà Linh và Thu Huyền có thể đọc ạ. Thời tiết tại Nghệ An. Nghệ An không biết ngày mai có mưa không nhỉ? Vâng ạ, Nghệ An thì ngày có lúc sẽ có mưa rào và dông, với mức nhiệt là 24 cho đến 32 độ C. Mức nhiệt cao nhất là 32 độ C. Vâng ạ, quý vị khán giả hãy bình luận nhiệt tình hơn nữa đi ạ, để chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thủ đô Hà Nội thì mấy hôm nay trời khá là mát, chị Hiền nhỏ đi ra đường chị có thấy không? Mấy hàng hoa bằng lăng là nở rộ tím ngắt luôn, trời ơi Đúng đẹp rất là rồi. đẹp. Không biết có quý vị nào chúng ta đã tranh thủ chụp bức ảnh với hoa bằng lăng tím chưa ạ? Tại vì hoa bằng lăng thì nở cũng nhanh nhưng mà tàn cũng sẽ rất là nhanh thôi, nên là quý vị chúng ta tranh thủ. Mặc dù là thi thoảng thì sẽ có những cái cơn mưa bất chợt cũng khá là bất tiện, nhưng mà nhờ vậy thì không khí mát mẻ hơn, Đúng rồi, cũng mát mẻ thoải hơn rất mái là hơn khi nhiều. mà chúng ta ra ngoài đường phải không ạ? Và không chỉ có ở thủ đô Hà Nội đâu ạ, mà hoa bằng lăng thì còn nở rộ ở nhiều nơi nữa như là thành phố Vinh, Nghệ An này. Và hoa bằng lăng thì đúng đấy, chỉ nở cho từ tháng 4 cho đến tháng 6 thôi, cho nên là cũng gắn liền với rất là nhiều kỷ niệm của học sinh. Bồi hồi đó, nhớ hồi đi học cứ thấy hoa bằng lăng này, hoa phượng bắt đầu nở là biết là chuẩn bị được nghỉ hè rồi, rất là thích. Bây giờ thì không được nghỉ hè nữa. Quý khán giả hãy comment thật là nhiều lên nhé, hãy thả tim và chia sẻ cho bạn bè của mình được biết những thông tin thời tiết vào ngày mai để chúng ta có những kế hoạch thật là phù hợp nhất cho việc đi học và đi làm nhé. Ước gì mùa hè miền Bắc chỉ thế này thôi. Đúng rồi đấy ạ, mùa hè miền Bắc cứ mát thế này là thích nhất, không nắng nóng như mấy hôm vừa rồi thật sự là rất là khó chịu luôn. Phú Thọ thời tiết ngày mai có mưa không ạ? Tại Phú Thọ, Phú Thọ ngày mai có mưa không ạ? Đây, tại Phú Thọ ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông bạn nhé. Tại đây thì nhiệt độ sẽ trong khoảng là từ 27 cho tới 31 độ. Hầu như là ngày mai ở miền Bắc thì nơi nào cũng sẽ đều có mưa. Quý vị chúng ta cần phải lưu ý. Miền Bắc này và Bắc miền Trung là sẽ có mưa. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ chủ là mưa về chiều tối thôi. Cao Bằng đang mưa to, không biết là ngày mai thế nào. Tại Cao Bằng, ngày mai cũng sẽ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông bạn ạ. Ở tại đây thì nhiệt độ sẽ không quá 26 độ đâu, trời rất là mát.
Yên Bái ngày mai có không? Có. À, ý bạn hỏi là có mưa đúng không ạ? Yên Bái có ạ. Dự báo là Yên Bái ngày mai sẽ có mưa rào và dông với mức nhiệt là 24 cho đến 29 độ C ạ. Hà Nội ngày mai cũng sẽ có mưa bạn Phúc Sunshine nhá. Thủ đô sẽ có mưa ạ. Vâng ạ, mức nhiệt ở Hà Nội ngày mai sẽ vào khoảng là 30 độ C ạ. Thời tiết dạo này cũng lạ chị mình nhỉ, đang mùa hè mà tự nhiên ở miền Bắc là rất là mát, xong rồi mưa rất là nhiều nữa, cũng là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nữa, rất là thất thường, không giống với mọi năm. Nhưng mà cũng được cái thì mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi mà mùa hè chúng ta được tận hưởng cái không khí mát mẻ như mùa thu như thế này, rất là thích. Nhưng thật ra là về trưa thì cũng khá là nóng á, Ôi, nhưng nhìn mà cũng cũng oi. oi, cũng khá là oi. Hạ Long có mưa không? Hạ Long ngày mai cũng sẽ có mưa bạn nhé. Xin chào bạn khán giả Lê Hường. Chào bạn Thùy Linh. Vâng ạ, xin chào bạn Novita. Fan cứng của chị Hiền đúng không Bạn Đỗ Hữu Thức hỏi 36, 36 Thanh Hóa. Thanh Hóa 36. Nào thì mình xem Thanh Hóa ngày mai như thế nào nhé. Tại Thanh Hóa khả năng vẫn có mưa rào và dông, sẽ có mưa. Nhiệt độ tại đây thì trong khoảng là từ 25 đến 31 độ. Bắc Giang cũng sẽ có mưa. Nghệ An cũng có mưa luôn ạ. Vâng ạ, các bạn có thể nhìn trên bản đồ thì có thể thấy là khu vực Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa, Nghệ An hay là Hà Tĩnh thì ngày mai khả năng là sẽ có mưa rào và dông ạ. Mức nhiệt độ thì dao động từ Thanh Hóa này, Nghệ An, Hà Tĩnh này dao động là 31 cho đến 32 độ C. Còn xuống với Quảng Bình, Quảng Trị hay là Thừa Thiên Huế thì như quý vị có thể thấy là trời sẽ vẫn có nắng gián đoạn này, nhiệt độ thì trong khoảng là 31 đến 33 độ C, tức là về giữa trưa và đầu giờ chiều thì cũng sẽ cảm thấy hơi nóng một chút đấy. Như là các nơi khác thì như thế nào? Vâng, thì bây giờ chúng ta lại lùi xuống khu vực Nam Bộ đi. Đây là Tây khu vực Nguyên và Nam Bộ. Tây Nguyên và khu vực Nam miền Trung. Tây Nguyên thì ngày mai cũng sẽ xuất hiện một số điểm nắng nóng như là tại Kon Tum này hay là Gia Lai này, 35 độ C quý vị nhé. Về chiều tối thì khả năng một số nơi ví dụ như Đắk Lắk, quý vị có thể nhìn thấy biểu tượng ở trên màn hình này đang có mưa dông, tức là chiều tối ngày mai sẽ có mưa với nhiệt độ cũng sẽ khá là cao khoảng là 33 độ C, tức là cảm giác cũng sẽ hơi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Đắk Nông ngày mai nhiệt độ cũng sẽ khoảng là 34 độ C ạ. Còn với các nơi khác của khu vực Nam miền Trung thì ngày mai quý vị nhìn thấy thì cũng sẽ đều nắng ráo cả thôi. Nhiệt độ thì hơi nóng một chút. Như tại Quảng Ngãi xuất hiện nắng nóng 35 độ C này. Còn lại các nơi khác như là Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa hay là Ninh Thuận thì đều dao động trong khoảng là từ 33 cho tới 34 độ C, sẽ khá là nóng đấy ạ. Nói chung là ngày mai thì ở khu vực phía Bắc này, Bắc Bộ này, Nam Bộ hay là Bắc Trung Bộ thì sẽ có mưa dông. Thế còn khu vực mà có thời tiết ổn định nhất sẽ là từ Quảng Bình cho đến Ninh Thuận. Đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất các thành phố là 31 cho đến 34 độ C ạ. Riêng Quảng Ngãi thì vào khoảng là 35 độ C. Bắc Ninh ngày mai sẽ có mưa bạn nhé. Hà Giang cũng sẽ có mưa ạ. Tối nay Hà Nội có thể sẽ có mưa đấy ạ. Bắt đầu từ đêm nay cho tới ngày mai thì ở Bắc Bộ sẽ có mưa dông. Vậy chúng ta cần lưu ý. Bắc Ninh sẽ có mưa ạ. Đây, nắng nóng trở lại rồi, nắng nóng thì vẫn sẽ xuất hiện ở một số nơi ở miền Trung này, Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ, còn Bắc Bộ thì gần như là không có điểm nào đâu ạ. Thái Bình ngày mai như nào? Thái Bình ngày mai thì cũng sẽ có mưa rào và dông trong ngày đấy ạ. Trời thì vẫn dịu mát, thời tiết Bắc Bộ thì phải nói là khá dễ chịu, ngoài việc là mưa sẽ khiến chúng ta di chuyển hơi khó khăn một chút thôi. Bạn Trần Sơn Eco hỏi về khu vực Tam Đảo thì có lúc có mưa rào và dông ạ. Nhiệt độ ở đây là 20 cho đến 26 độ C. Mình chuyển xuống khu vực Nam Bộ một chút đi. Nãy giờ nói là Bắc Bộ với Trung Bộ rồi, cũng không biết Nam Bộ ngày mai như thế nào đây. Quý vị nhìn ở trên bản đồ đi ạ. Thấy một toàn là màu đỏ thì biết là ngày mai sẽ vẫn tiếp tục nắng nóng Là những rồi. ngày nắng nóng Có những điểm có nắng nóng gay gắt như tại Vĩnh Long này, Biên Hòa hay là Đồng Phú lên tới 37 độ C cơ. Còn lại các nơi khác như Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Châu Đốc hay là Cao Lãnh thì cũng rất là nóng với mức nhiệt là 36 độ C ạ. Có thể thấy là ở Cần Thơ, Sóc Trăng hay là Cà Mau là những nơi mà đỡ dịu dịu hơn. Tuy nhiên là Cần Thơ hay là Sóc Trăng thì vẫn chặn mức nắng nóng là 35 độ C. Nhưng mà về chiều tối thì chúng ta sẽ có mưa rào và dông. Như hình biểu tượng quý vị đang nhìn thấy đấy ạ.
Chiều tối ngày mai nhá, lúc chúng ta đi học đi làm về thì khả năng rất cao là sẽ có mưa rào và dông diễn ra. Nên quý vị hãy nhớ là phải mang áo mưa ạ. Và hãy nhớ là nếu mà thấy mây đen thì có thể chúng ta tạm ở lại cơ quan một chút, đợi tạnh mưa thì hãng về cho an toàn quý vị nhá. Tại vì là các hiện tượng thời tiết cực đoan rất dễ có thể xảy ra khi mà mưa dông xuất hiện sau một ngày nắng nóng như vậy. Không biết là quý vị chúng ta còn thắc mắc ở những địa điểm nào nữa không ạ? Có địa điểm nào mà Hà Linh và Thu Nhiên chưa nhắc đến thì quý vị hãy comment ở dưới nhé. Hưng Yên ngày mai sẽ có mưa ạ. Lạng Sơn cũng sẽ tương tự ạ. À, bạn Ngọc Tuấn hỏi tại núi Bà Đen. À, núi Bà Đen sẽ là một trong những nơi mà có thể nói là một điểm lý tưởng cho quý vị khán giả chúng ta có thể tránh nóng ở Nam Bộ, đúng không ạ? À, bây giờ chúng mình cũng có một số những hình ảnh có thể giúp quý vị khán giả đi du lịch tới núi Bà Đen online chẳng hạn. À, hình ảnh thì lại yêu. Mình sẽ in, chưa được đợi, Ok chờ đợi trong bản tin tiếp theo nhé. ok. Nhưng mà đây cũng sẽ là một địa điểm lý tưởng để quý vị chúng ta có thể tới đây tránh nóng, tại vì ở trên độ cao mà hay là không khí sẽ dịu mát hơn rất nhiều so với ở khu vực phía dưới đồng bằng. Đúng rồi. Không biết là quý vị khán giả có dự định đi du lịch đâu trong cuối tuần này không ạ? Các bạn hãy bình luận ở ngay bên dưới nhé để chúng ta có thể cập nhật được thông tin dự báo thời tiết để chúng ta có thể chuẩn bị cho hành trang của mình một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn. Rất nhiều khán giả ở Hà Nội, không biết là chúng ta có những hình ảnh ở Hà Nội để cho quý vị khán giả chúng ta được nhìn thấy xem là thực tế bầu trời ngày mai ở thủ đô Hà Nội sẽ như thế nào ạ? Quý vị hãy cùng chờ một chút nhé để xem hình ảnh thực tế tại thủ đô Hà Nội. Đó, quý vị nhìn thấy không ạ? Trên hình đang là bầu Đẹp trời thủ đô. quá. Wow, có cả nhiệt độ luôn đấy ạ. Ngày mai thì trời sẽ khá là nhiều mây này, khả năng sẽ vẫn có mưa rào và dông xảy ra, có thể có một chút nắng gián đoạn trong ngày và cảm giác cũng sẽ hơi oi nóng khi mà nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới là 30 độ C. Đó, quý vị thấy không ạ? Sinh động không ạ? Mới lạ không ạ? Nếu mà thích hãy comment và thả tim cho chúng mình nhé. Đó, thấy cả hình mặt trời lặn luôn, nóng hoàng hôn online. Đẹp quá. Những Thế hình là ảnh mình rất là sống động đúng không nào? chúng mình chuyển sang một địa điểm khác nữa đi. Đó, thủ đô Hà Nội quý vị nhìn thấy chưa nhá? Thì chúng mình sẽ đến một điểm đến khác. Bây giờ xem dự báo thời tiết là còn được đi du lịch online luôn. Đi du lịch từ trên cao Flycam. Cam. À, chúng đó mình là sẽ với đến. thành phố Hồ Chí Minh thì sao? À, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể thấy sự khác là biệt một luôn. ngày nắng gắt Là mây quang hơn hẳn so với thủ đô Hà Nội luôn quý vị ạ. Vâng ạ, mức nhiệt độ cao nhất thì có thể lên tới là 36 37 độ C. Đó. 36 độ C ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta phải nhìn thấy rõ ở bên dưới luôn, không như là thủ đô Hà Nội lúc nãy thì sẽ bị mây che phủ, tức là ngày mai sẽ là một ngày nắng rất là gay gắt đấy ạ. Đúng rồi. Mưa dông thì sẽ có khả năng là xuất hiện về chiều tối ạ. Đó, vị nhìn thấy không ạ? Đẹp quá. Tự nhiên tự ấy thích. Chúng ta còn điểm đến tiếp theo. Có vị khán giả nào ở thành phố Vinh không ạ? Chúng ta đến với thành phố Vinh thân yêu. Vâng ạ, Vinh thì đêm nay không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông. Mức nhiệt độ thấp nhất sẽ là 24 độ C và cao nhất ngày mai sẽ là 32 độ C. Như vậy là tại Vinh thì cũng sẽ khá là nóng, trời cũng khá là quang mây, nhưng mà vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Đúng rồi. Chúng mình sẽ đọc thêm một số comment nữa. Bắc Ninh ngày mai như thế nào? Và nhiệt độ có mưa không? Bắc Ninh thì ngày mai sẽ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông bạn nhé. Nhiệt độ tại đây thì trong khoảng là từ 26 cho tới 29 độ, tức là rất là mát ạ. Lào Cai ngày mai ra sao? À, bạn khán giả ai hỏi Lào Cai? Bạn khán giả chỉ boy, cái tên rất là đáng yêu. Tại Lào Cai thì ngày mai cũng sẽ có mưa vừa mưa to và dông bạn nhé. Nhiệt độ tại Lào Cai thì sẽ không vượt quá 30 độ C ạ. Nâng độ phân giải lên 4K là hợp lý. Nếu quý vị khán giả chúng ta yêu thích và ủng hộ bọn mình thì chắc chắn bọn mình sẽ cải tiến nhiều hơn nữa để quý vị khán giả chúng ta có những trải nghiệm thật là tốt nhất trong các bản tin của livestream dự báo thời tiết VTV nhé. Hãy ủng hộ mình thật là nhiều bằng cách là thả tim này, comment và chia sẻ vậy nhé. Hà Nội tối nay có thể sẽ có mưa đấy ạ. Thanh Hóa ngày mai cũng có mưa dông ạ. Thái Bình cũng tương tự ạ. Vâng ạ, Thanh Hóa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ là 25 cho đến 31 độ C. Thời tiết Sapa. À, bạn Ngọc Tuấn ơi, tại Sapa thì ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Nhiệt độ tại Sapa thì sẽ hơi lạnh một chút đấy, 17 đến 21 độ.
Quảng Trị ngày mai thì sẽ vẫn có nắng ráo ạ, không có mưa đâu. Quảng Trị thì nhiệt độ cũng sẽ trong khoảng từ 34 độ C đến 35 độ C. Quảng Ninh ngày mai có thể có mưa đấy ạ. Hà Nội ngày mai cũng sẽ có mưa luôn ạ. Có khả năng sẽ đi kèm với các hiện tượng nguy hiểm như là lốc, sét, mưa đá hay là gió rất mạnh nữa. Bắc Ninh đêm nay có thể xuất hiện mưa ạ. Kon Tum có mưa không? Kon Tum thì ngày mai sẽ là một ngày nắng nóng 35 độ C. Về chiều tối thì khả năng là có thể có mưa Có rào mưa và dông rông xuất hiện. về chiều tối. Có thể. Có thể. Chúng ta còn có những câu hỏi nào nữa không ạ? Hãy Là comment ở dưới nhé. và nước nhất nhất Các tôi bạn thường khán giả nói đến Quang là Thành bảo quốc tế livestream tự hơi tại dài, ở thời thế gian giới chuẩn hiện bị còn rất bây thời tiết sau thời sự. giờ. Đúng rồi, cũng sắp Thế đến thì giờ sao tôi chuyển tin sang rằng hình rồi. hai đầu đất nước sẽ đều có mưa tâm ở Ok, quý vị khán giả đã nghe lại âm thanh được chưa ạ? Vừa có một chút trục trặc một xíu. Không biết quý vị đã nghe rõ chưa? Thanh Hóa ngày mai thế nào? Hai biên tập viên ơi, bạn Nấm Hương thân mến, tại Thanh Hóa thì ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Nhiệt độ tại Thanh Hóa thì trong khoảng là từ bao nhiêu nhỉ? Thanh Hóa. Thì trong khoảng là từ 25 cho tới 31 độ C bạn nhé. Thanh Hóa này, Nghệ An này, Hà Tĩnh thì đều có mưa vào ngày mai quý vị nhé. Nhìn chung là khu vực Bắc Bộ này và Bắc miền Trung sẽ có mưa vào ngày mai. Đây quý vị nhìn hình ảnh ạ. Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là ba nơi trong miền chúng ta là sẽ có mưa là Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thì trong khoảng là từ 31 đến 32 độ C. Còn xuống với Quảng Bình trở xuống đến Phan Thiết thì sẽ có nắng vào ngày mai. Bắc Giang ngày mai thế nào? Bắc Giang ngày mai cũng sẽ có mưa rào và dông bạn ạ. Livestream cũng hơi dài một chút rồi, nên chắc chúng ta sẽ trả lời nốt một vài câu hỏi nữa của vị khán giả rồi chúng ta sẽ cùng là chào đón, chờ đón chị Hiền ở trên TV với bản tin dự báo thời tiết lúc 19 giờ 45 phút 45. sau bản tin thời sự quý vị nhé. Mình cũng trả lời nốt một vài câu hỏi nữa. Vị khán giả có những thắc mắc nào thì hãy comment ở dưới cho chúng mình được thấy nào. Những câu hỏi cuối cùng ạ. Vâng ạ, các bạn hãy đặt những câu hỏi liên quan đến thông tin dự báo thời tiết nha. Bắc Ninh ngày mai sẽ có mưa bạn Nguyễn Phúc An nhé. Quảng Ninh ngày mai cũng sẽ có mưa. Kon Tum thì khả năng là nếu có mưa thì chỉ xuất hiện mưa dông về chiều tối thôi, còn trong ngoài thì vẫn nắng nóng 35 độ C. Vâng ạ, khu vực Bắc Bộ thì ngày mai mưa to sẽ chủ yếu là xuất hiện ở khu vực vùng núi và trung du, còn các nơi khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì có mưa rông rải rác, có nơi mưa to. Nam Với Định mưa trên 70 70 mm thế nào?
Nam Định thì ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông bạn ạ. Tại Nam Định thì có thể có một chút mưa nhưng mà lượng mưa sẽ không lớn mà các nơi ví dụ như là vùng núi là trung du của Bắc Bộ. Đúng. Ở vùng núi và trung du Bắc Bộ thì sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến là 30 cho đến 70 mm và có nơi thì mưa còn vượt trên 100 mm. Còn các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì có mưa dông rải rác với lượng mưa phổ biến là chỉ có ít điểm là trên 70 mm thôi. Lạng Sơn, bạn Ngọc Nguyễn có hỏi thời tiết tại Lạng Sơn. Lạng Sơn thì ngày mai cũng sẽ có mưa vừa và dông bạn ạ. Nhiệt độ tại Lạng Sơn thì sẽ trong khoảng từ 22 đến 27 độ, trời mát ạ. Hà Tĩnh như thế nào? Hà Tĩnh thì lúc nãy chúng mình cũng có nói rồi. Hà Tĩnh ngày mai sẽ có mưa rào và dông trong ngày. Nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng là 31 cho tới 32 độ C. Đây có hình ảnh thực tiễn luôn, quý vị có thể nhìn thấy. Nếu mà mình đang sinh sống ở những địa điểm này, có thể nhìn xem là nhiệt độ ngày mai là bao nhiêu và có mưa hay là có nắng. Rất là dễ để chúng ta quan sát. Đúng rồi, còn từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận ngày mai duy trì tiết trời nắng nhiều ạ. Trưa khá nóng với nhiệt độ các thành phố Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết là 31 cho đến 34 độ C. Riêng Quảng Ngãi chạm mức nắng nóng là 35 độ C. Về chiều tối thì một số nơi sẽ có mưa rào. Hải Phòng và Hà Nội thì ngày mai sẽ đều có mưa. Bắc Giang cũng có mưa luôn ạ. Thanh Hóa cũng có mưa. Hầu như là sẽ đều có mưa ngoại trừ các khu vực ở Nam miền Trung này, Tây Nguyên và Nam Bộ. À, chắc là đến đây thì cũng khá là dài rồi. Chúc quý vị khán giả chúng ta sẽ có một buổi tối nhiều niềm vui. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi thư giãn để trước khi quay trở lại làm việc vào ngày mai. Vâng ạ, và hy vọng rằng Thu Hiền và Hà Linh sẽ được gặp lại các bạn trong những bản tin livestream tiếp theo. Và bây giờ chắc là thời lượng của livestream cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Xin chào.